Rồi, ok, xin chào tất cả anh em. Đến hẹn lại lên thì tiếp tục quay trở lại với anh em ở trong video ngày hôm nay thì lại vào chơi quay hũ thủy hử. Đó, để tìm kiếm được cái cảm giác mà nó nổ hũ mẹ nó hàng trăm, 200 củ xem nó như thế nào đúng không? Chứ còn mấy cái hũ mẹ vớ hũ vẩn mà 10, 20, 30 củ thì nói thật sự với anh em là nó quá là đơn giản và dễ chơi rồi. Đó, trước khi vào thì anh em nên lựa chọn nhá. Cái mức cược thì ở đây nó có rất nhiều. Đó, thì mình sẽ chơi cược phát lớn đầu tiên đi. Rồi, phát này hũ phát lớn đầu tiên. Ôi chết, loãng một tay, hai tay hỏng hình. Rồi, ok, quả này ăn quá lớn luôn đúng không? Đấy. Ôi chết. Rồi, ok, 4 củ 6 mà mất mẹ nó 2 củ 7. Thế là mình vẫn đang ra đúng không? Rồi lại quay lại với cái chiến thuật đó là chơi quay 90k thì mẹ nó cái tiếng này là ăn ngay này. Rồi, không sao. Tiếng này ăn thì cũng hơi nhỏ tại vì là anh em có thấy là ok tôi sẽ tăng luôn mức lên 450k tại vì là nó lúc đầu vào là không ăn liên tục mấy tay thì sau là nó lại ăn liên tục đúng không, thường thường nó hay như vậy. Cái này thì chúng ta chơi chúng ta để ý được cái mẹo thôi, khi mà lúc đầu vào mà nó không ăn đấy thì về sau nó sẽ húp liên tục. Đấy, húp liên tục. Ui, đi, mẹ nó hai tay lỗ mất củ thôi. Được, tay này thì được, tay này thì ăn ra gỡ lại được một ít. Tôi sẽ quay đều ở cái mức này xem nó kiếm được cái hũ hiện tượng sắp nổ hũ đến nơi rồi anh em ạ. Đó. Anh em nào mà quay hũ mà chưa biết với cái mẹo để mà kiếm một vài củ ấy thì anh em xem xong video của mình chắc chắn là anh em sẽ biết cách để mà kiếm một vài củ trên con game nổ hũ này cực kỳ là dễ thôi. Nếu như anh em nào xem video của mình rồi thì anh em biết đúng không? Nhiều khi là mình tham mà kiếm cái hũ to thôi, chứ không để bật chém gió mẹ. Ok này, đó. Còn anh em nào muốn trải nghiệm hay là vui chơi giải trí ấy, thì link tải tặng code miễn phí mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận của video cho anh em nhé. Code thì tặng ngẫu nhiên từ 20 cho đến 30k. Hòa tiền với cái tiếng này 900k. Ok. Nếu ăn dày được ăn liên tục độ vài ba tiếng mà chục củ một thì ngon nhỉ. Đấy lại lỗ 15 lít. Tiếp tục à, tiếng này ăn ra hòa tiền hai ván. Lại hòa tiền. Mình đang trên đường thừa thắng xông lên cho nên mình cứ quay ở mức nó to to nhất đi. Lại hòa tiền rồi. 3 4 ván thỉnh thoảng nó sẽ mất được 3 4 ván mà đi cái kiểu mà không được ăn ấy. Con này thì lại giật lại ngay Giang Sơn đấy, làm 4 củ đấy chưa? Rồi. Bao nhiêu lại 4 củ nữa. Rồi, ok, bây giờ sẽ chuyển xuống chiến thuật là chơi nho nhỏ thôi, áp dụng pha này không hit, pha này tăng 4 lít. Ớt ít mẹ đó. Ôi giời ơi, hòa ván này thì ăn thua đéo gì. Thôi. Hai ván mẹ giờ nó chơi hai ván nó mới ăn được tròn phát. Quá đơn giản. Hít luôn, hít luôn. Tăng mẹ mày 4 lít rưỡi xem cái quả này nó đi cái gì đây. Ui rồi 9 lít đẹp thế mà nó lại đeo ra cái gì. Hai ván này, ba ván xuông này. Mẹ mày hai ván thua vẫn thua mất một ván. Hiện tượng là sắp nổ hũ đến nơi rồi đấy. Rồi. Sắp nổ hũ đến nơi rồi. Úi giời ơi, lại làm phát nữa 8 củ anh em ạ. Lại giảm thôi, lại quay xuống 90k đó anh em thấy không? Lúc mới vào thì không được ăn hai tay liền. Thế tuy nhiên thì mẹ về sau để húp liên tục một toàn những phát mẹ nó
cũng tương đối, nói chung là với cái hũ 7 80 củ, chứ còn hũ 8 10 củ thì nó bình thường đơn giản. Cái này 900 lại làm 4 củ này. Hai tay công an tay sau tăng mà. Tăng luôn 4 lít rưỡi, tay này có ăn không ạ? Rồi, 9 lít hay quá. Mình thì mình ít chơi theo kiểu cho nó chạy chế độ tự động, mà mình thường hay chơi theo cái kiểu đó là mình sẽ điều chỉnh đúng không? Chơi thủ công thôi. Mình sẽ điều chỉnh được cái số vốn khi nào mình nên chơi lớn một chút và khi nào mình sẽ cho số nhỏ. Chứ còn chế độ tự động thì mình để một mức thôi, không tăng được. Gỡ lại được 1 tiếng. Gỡ lại được 2 tiếng. Ok. Lại 90k cứ thế mà chơi. Đó. Ok con dê chưa? Anh em thấy không? Làm mẹ nó 14 15 củ rồi nhỉ. Quá là tuyệt vời, quá là đỉnh cao đấy, quay hũ. Nói chung là với cái mẹo này thì nó thật sự anh em là quay hũ không mà có chuyện thua luôn, nó thật sự cực dễ, mà mình thấy là quay hũ trên qua win này thì nó dễ chơi dễ ăn lắm. Thôi, ok anh em ạ, chốt lại là 15 củ rồi.